là trời ơi, cái này nó di chuyển được à mọi người. Trời, mình vô mình mở liền các bạn ơi, vô mở liền. Ôi trời đất ơi, mình tưởng nó không di chuyển được chứ. Vô mở liền, rồi tốn thêm nha 60 kim cương đó nha mọi người. Bình thường á, nhà phát hành á hay để cái mấy cái phương tiện đầu tiên lắm, mà sao hôm nay để phương tiện gần thứ cấp thứ 9, thứ 6 luôn á trời ơi. Hello mọi người, mình Vũ Making đây. Ôi, hôm nay thì có gói VIP mới nha mọi người. Để xem là có bộ đồ đẹp mà. Ây, thì mọi người mới vào sẽ nhận được cái mũ hả? Không, vậy là gói VIP nào có xe nha mọi người. Không, à cái Slim khổng lồ là cái gì đây? Slim khổng lồ. Ui. Thì các bạn mới vào sẽ nhận được một cái Slim. Cái này là cái ghế à ta? Không biết là để đi con hay làm cái gì ha? Chắc mình nghĩ để đi con quá chứ cái này không di chuyển được quá các bạn ơi. À, một cái mũ ha, một cái mũ bảo hộ và một cái bộ đồ nha mọi người. À, cái búa này mọi người. Búa này kiểu như chơi mini game đồ trong siêu thị đó các bạn, đập mấy con thú ấy, thú cưng ấy, à, đập mấy con thú ấy, nó nhô nhô lên cái mình đập á. Đây rồi, mình cũng đã mua rồi, bây giờ mình sẽ review cho mọi người xem nha. Rồi vô trong hầm thơ để nhận cho mọi người. À, mình nhận được một cái hộp kim cương may mắn nè. Bao nhiêu kim cương đây? 8 kim cương. Đây gói VIP này các bạn. Wow, trước tiên là sẽ nhận một cái mẫu bảo hộ trước ha. Ở cái mẫu này nhìn cũng khá là dễ thương, chuột chuỗi nha mọi người. À, mình đoán đúng luôn ha, chuột chuỗi. À, một cái bụng bảo hộ chuột chuỗi. Rồi mình sẽ nhận mấy phần thưởng miễn phí đó, rồi mình nhận bộ đồ luôn nha các bạn. Rồi có vé cúp bon này các bạn ơi, nhận vé cúp bon luôn ha. Rồi bây giờ mình lên được lên level 2 level rưỡi các bạn ơi. Trời đất ơi, bây giờ mình phải tốn kim cương để mà nhận cái bộ đồ này nè các bạn. Wow, bộ đồ dễ thương ha, đồ chuột chuỗi nha các bạn. À, chủ đề mới ha. Đây thì nếu mà như mình lên level 6 á, thì mình sẽ nhận được cây búa. Có cái slime mình nghĩ là để decor trong nhà thôi các bạn ơi. Mình sẽ lên level 6 nha. Mình sẽ bỏ thêm 60 kim cương nữa để mà lên level 6 review cái búa chơi game này cho các bạn nha. Đây cái búa chơi game nha các bạn. Rồi búa tạ phòng chơi game, hãy nhận lấy nhát búa nặng 10 tấn này. Ôi trời ơi, dữ quá vậy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái búa ra để xem. Ui trời ơi, cái búa nó có hiệu ứng nha mọi người. Đập xuống nó có hiệu ứng sao rồi nhảy lên quá trời nè. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái bộ đồ chuột chuỗi vô nữa. Đây cái mũ chuột chuỗi nha các bạn. Để mình người để người to như thế này nhìn nó có lực này các bạn ơi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi dữ các bạn ơi. Trời ơi, nhìn nó cute thế nào nhờ. Để xem là đồ hôm nay có gì giảm giá xịn xịn không nha mọi người. Không có đồ mới nè, ngày mai nữa là cập nhật nha mọi người. À, bán lại cái xe thường nha các bạn. Cái xe này bình thường bán 12k, bây giờ bán xuống còn có 8k mấy à. Nhưng mà xe này chở người được nha, chở thêm bạn bè đi chơi được. Bạn nào có muốn mua thì có thể mua luôn. Rồi xem có gì mới nữa. Ui cần câu các bạn, cần câu neon nè. Để giảm giá xuống còn có 96 kim cương à. Nhưng mà mình có rồi cho nên là mình có mua nha. Bạn nào chưa có thì có thể mua. Giờ là Black Friday là giảm giá nhiều lắm. Giảm giá cái xe đạp nước nè các bạn ơi. Xe đạp nước 4 người ha. Bạn bè là có thể leo lên đây ngồi sướng luôn. Lại cái áo tuần lọc này, gần tới Noel này mọi người. À mọi người, gần tới Noel là mua cái áo tuần lọc này được nè. Gần tới sự kiện Noel rồi đó mọi người à. Ui, và cái xe này 27.000 thì giảm xuống còn 18.000 này mọi người ơi. Ai chưa mua thì mua ha. Cái xe này thì hình như là mình chưa có hay sao ấy. Nhưng mà mình không mua đâu, mình có nhiều xe lắm luôn rồi. Còn cái gì mới nữa không? Nhận kim cương miễn phí nè. Vẫn còn sale nha mọi người ơi. Thời gian sale của chúng ta chỉ còn lại tới bữa cập nhật á, ngày mốt nha, ngày mốt là sẽ hết nha. Mình đang có một vé coupon này, mình sẽ mở cái hộp quà hướng dương này luôn. Hôm qua mình mở hay quá được cái khuôn mặt. Trời ơi, được cái thảm các bạn ơi, tưởng cái gì, tưởng cái ba lô. Trời đất ơi, cái ba lô này mới xịn nha mọi người. Hôm qua mình mở được cái mặt à. Rồi, không có gì mới nữa nha các bạn ơi. Đấy, thì hôm nay thì review cho mọi người xem cái gói VIP này thôi. Rồi còn những cái món ở sau là gì ta? Một cái lối vào phòng game nè, nói chung là decor phòng game nha các bạn. Đèn phòng game nè, game over nè, máy gấp thú nè. Không biết là máy gấp thú nè, không biết có hiệu ứng gì không, không biết có gấp thú được không, chắc mình nghĩ là không đâu. Kiểu nó trưng cho vui thôi các bạn, chứ không gấp được đâu. Cái này là dùng để dán tường hay là gì đó nè. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được con gấu phòng chơi game nha các bạn. Thì cũng không có gì đặc sắc hết. Thì gói VIP lần này chỉ được bộ đồ thôi à.
Nói chung là bộ bạn nào thích cái bộ đồ này á thì hẳn mua ha. Ủa, cũng có người mua, có vị VIP giống mình kìa mọi người. À, mà nào thích bộ đồ này thì mua ha. Còn nói chung là có vị VIP này cũng bình thường. À, nhìn bộ đồ này cũng ngộ nghĩnh. Rồi để mình nhận tiền xu bông lúa ngày hôm nay mình mở miếng hộp nha mọi người. Ú là trời ơi, cái này nó di chuyển được hả mọi người? Trời, mình vô mình mở liền các bạn ơi, vô mở liền. Ôi trời đất ơi, mình tưởng nó không di chuyển được chứ, vô mở liền. Rồi tốn thêm nha, 60 kim cương đó nha mọi người. Bình thường ở nhà phát hành nó hay để cái mấy cái phương tiện đầu tiên lắm, mà sao hôm nay để phương tiện gần thứ cấp thứ 9, thứ 6 luôn á. Trời ơi, một cái slam khổng lồ nha các bạn ơi. Ôi trời ơi, lấy ra sử dụng liền các bạn ơi. Ôi trời ơi, cho nó vô một thích liền ha. Để xem tốc độ bao nhiêu nha các bạn. À, tốc độ 2.5 thôi, nhưng mà nhìn nó dễ thương lắm nha mọi người. Trời đất ơi, ôi là trời ơi, mang người đi được nha mọi người, chở được đi nha. Ôi chở một bạn ở dưới đi được kìa mọi người ơi. Trời đất ơi, xịn kìa mọi người ơi. Ôi là trời, dễ thương chưa này. Mua về nhảy nhảy là sao? À, mua về nhảy nhảy nha mọi người. Trời ơi, dễ thương cực kỳ luôn nè. Ây da, dễ thương nha mọi người. Ở mình vừa ấy mình vừa cầm cái búa 10 tấn á các bạn. 10 tấn nó ghi chứ 10 t ở trên cái búa kìa mọi người. Trời ơi, xịn sò được chứ. Xịn sò nha mọi người ơi. Ây da, đó có một người ở phía trong đi vô trong để cho mình chở đi được nha. Nhảy không được nha mọi người, cái này nhảy không được nha. Thì các bạn tùy theo cái hình người nhỏ thì nó cũng xoay xoay kiểu như giống cái điểm bay đó mọi người. Ui ai cũng mở luôn rồi nè. Đây gặp ra ngoài chỗ về lê ra thì gặp 2-3 bạn nhảy cái này vui lắm mọi người. Rồi để mình mở hộp bí ngô nha mọi người, để xem hôm nay mình có được cái thảm nào không. Ui được cái băng đô đùi gà nè các bạn. Sáng hôm nay thì mình mới làm được mấy cái nhiệm vụ à. Mình đang làm nhiệm vụ cái thấy mọi người nhảy cái mình vô mình mở cái slam này nhảy luôn cho vui. Cái khối nữa nè, khối cầu nè. Ui sáng nay được hai cái băng đô đùi gà luôn mọi người ơi. Kim cương nè, nuôi nè. Trời ơi, chắc chiều nay là có thông tin cập nhật cho ngày mai đó mọi người. Dễ thương ha. Trời ơi, rất chi là dễ thương luôn nha. Để mình đổi lại cái người nhỏ cho dễ thương thôi. Nãy giờ bợm quá các bạn ơi. Bợm quá, đổi người nhỏ thôi ha. Đây, người nhỏ thôi. À, xong mình sẽ lấy cái phương tiện ra. Trời ơi, dễ thương lắm luôn á các mọi người ơi. Trời đất ơi. Rồi, bye bye mọi người. Và đừng quên kéo xuống giúp mình một like, đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye. Put up, 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 put up